Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại đang em mã số 32, cũng là gà tơ nhé. Em này thì đang trong giai đoạn huấn luyện, giọng gáy cũng đã mình tím, mình quay cái giọng gáy cho anh em xem. Cửa nó cũng hơi nhú nhú rồi đấy. Hôm nay khoảng 2 tháng nữa là khá cứng rồi đấy. Về là chơi ngon lành cành đào luôn. Đó, anh em về có điều kiện thì vỗ béo lên nó một chút, nó là cực kỳ là tuyệt vời nha. Về nhà là chơi đúng đẹp à. Đó, mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem chân tay lông lá đó. Cũng khá thuần rồi đó. Đó, giờ chúng mình chúng ta cùng nghe giọng gáy của nó ha. Anh em nào ưng thì cứ liên hệ lại với mình nhé. Và nếu mà muốn xem nhiều con gà hơn nữa thì nhớ đăng ký kênh để tham khảo những con gà khác. Đó. Đứng cây này, nằm gà cảnh nè. Đó, hoặc là có quán cà phê hay là nhà có cây cảnh thì đã treo lên cây hàng ngày, nghe tiếng gáy của nó cũng khá là thú vị á. Rồi cái gà này nó nhỏ thôi, nó khoảng 8 lạng. 8-9 lạng. Gà mà hơn 1 ký là gà lai rồi các bạn ạ. Lai nhiều lắm rồi đó. Chứ gà đúng gà rừng phong rừng của nó là nó chỉ khoảng 1 ký đổ xuống thôi. Gà già lắm thì cũng chỉ khoảng 1-2 ký là cùng đó, là nó mập là chỉ được khoảng cái đó đó. Còn gà 1-3 ký, 1-4 ký là giờ chắc là nó lai nhiều lắm rồi đó. Nó không không còn là gà ấy rồi. Gà rừng nó tướng nó nhỏ xíu hả đó, bạn nhìn là thấy đó. Nhé, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video khác ha. Rồi, chào mọi người.